Còn lại chị tự viết hết trơn hết rồi đó, nãy mới vừa đi quay xong, đi làm xong rồi cái ngồi trên xe viết liền cái kịch bản. MC nói tiếng Huế cho chị vô gặp cô dâu với cho máy lạnh rồi. Vô đây nè bà ơi. Số 13 lại. Chờ chờ đợi đi đợi đi. Men quá rồi. Giải lắm. Giải là giải tán. Không có cái bàn 13. Cảm ơn.
qua cấp 2 cho anh 2 triệu em được văn phòng. Dạ em mới mời anh chị. Chân con xéo chị. Chân con xéo chị. Rồi. Rồi, nhìn hoa đấy chị, nhìn hoa đấy chị. Đúng rồi. Ok. Rồi, cho em xin chụp. Cho em xin chụp nha. À, chị Phương ơi. Nương ơi, Nương sắp để cho mời khách mời á, em cần từ từ để mời ai từng người vào nha, đừng để mọi người đứng chờ nha Hưng. Cái đường á, cái đường đi vào. Xin nhờ em chút xíu. Cái hốc tối má. Ốc lên, ốc lên. Ủa chú rẻ sao? Chú rẻ được rồi. Chú rẻ đi lên trên rồi ta. Dung chứ em, ngày trọng đại người ta mà. Sinh nhật ví dụ mình dẫn có chai sót thì sang năm người ta tổ chức tiếp. Còn đám cưới cả đời cũng một lần thôi, áp lực lắm. 16 giờ dàn violon, của bây giờ tao chưa thấy violon em. 16 giờ này. À đấy hả? Xíu để lại không gian mọi người xếp sát sát sân khấu đâu được gì đâu. Hai ba để giữ rồi, hai vợ chồng nắm tay nhau cả em ơi, nắm tay nhau ở giữa, nắm ở giữa đi, nắm ở giữa đi cho nó chảy. Đấy, đúng rồi đúng rồi. Đấy, dễ đứng ngưỡng ngược rồi. Rồi, đúng rồi, cười tươi, cô đâu coi chân này. Hơi nghiêng đầu về chồng một xíu đi em ơi. Đúng rồi, giữ nguyên là anh chút nha. Giữ nguyên này. Đấy, nhìn vợ luôn em ơi. Đấy, ngửi nhẹ chán vợ cho anh nào. Rồi, hai vợ chồng nhìn mẹ em với nhá, nhìn mẹ em trước này. Không phải được xíu cho. Rồi, hai chồng nhìn nhau, cười tươi với nhau, nhìn nhau là đúng rồi. Lại cái này chân nó không được rồi. Ok. Đây đây đây. Đúng rồi. Rồi 2 3. Đến màu anh. Con chào anh. Ủa mình anh qua đây nè. Nào, chị ơi. Chị qua đỡ đi em lên đầu mình không thấy. Lúc đầu mình lâu luôn. Cậu đâu vô cậu. Hết rồi con lại. Mọi người lùi ra sau xíu cho lấy tương. Rồi nhà mình nhìn đây ạ. Lùi mấy cái rồi nha, xíu nữa là lên sọt nha. Mọi người lùi ra đằng sau xíu nữa mọi người ơi. Đấy đúng rồi, nhà mình nhìn đây nào. 2, 3 này, này, nhà mình đây. Vâng. Đây anh đứng lên trên luôn đi bạn ơi. Rồi nhà mình nhìn đây nhá. 2, 3 là giữ nguyên này. 2, 3 nhà mình bắn tim một cái nào. Rồi đúng rồi. Bắn tim cho máy nguyên này. Bắn tim cho máy luôn mọi người. Một. Yeah. Ok, xin cảm ơn. Dạ, chắc em xin chỉ từng người nha. Đây nhá, nhà mình nhá. 2, 3 là giữ nguyên này. 2, 3 là kiểu nữa này, 2, đúng rồi, rộng 2, 3 này, rộng rồi. Cháu cho camera cái lúc giờ. Ok nha. Ok, cảm ơn. Cháu đứng đi, cháu chụp chị. Đi trước, đợi xíu. Qua đây nào. Chụp rồi, rồi. Rồi, nhà mình xin qua đây giúp em xíu. Rồi nhà mình nhìn đây ạ. Nhà mình nhìn đây nhá. 2, 3 là giữ nguyên này. 2, 3 là kiểu nữa này. 2, 3 là chọn rồi ạ. Ok, cảm ơn. Cảm ơn.
rồi nhà mình đây giúp em này. Không, ok. Chào đi em. Rồi nhà mình nhìn đây giúp em kiểu nhá, nhà mình giữ giúp em xíu này. Nhà mình nhìn đây này, 2, 3 này, cười tươi này, 2, 3 này, dạ rồi ạ. Rồi nhà mình nhìn đây giúp em nhá, chân bên này em co đi cô đâu. Đấy, chân bên này co cho đẹp. Đấy, đúng rồi, giữ nguyên này, hoa về thấp xuống nhanh xíu, rồi. Đúng rồi, nhìn đây luôn này. Đúng rồi, nhà mình nhìn đây, người của dâu đang bị ngả quá, đổ về chồng xíu. Đấy, đúng rồi, cái đẹp. Nào, 2, 3 này, giữ nguyên này. 2, 3, ok, dạ rồi ạ. Dạ, em nghe sếp ơi, cô nào nhà phía đi chuyện may mắn đi bạn ơi. Rồi nhà mình nhìn đây nhá, nhà mình này. Rồi đúng rồi nhà mình nhìn đây này, 2, 3 này, giữa này, 2, 3 này, nhà mình bắn tim rồi như này nhá. 2, 3, nhà mình nhìn nhau cười một cái luôn đấy. Rồi, cười luôn rồi. Lại nghĩa là lại phải giết người. Ok, đẹp rồi. Ok, hôn má nhẹ nhẹ này. 2, 3 này. Ok, rồi. Từng người nha bạn. Rồi nhà mình đi đây này, chân lô co xíu. Rồi nhìn anh xíu nhá. Tay cô dâu khoác tay chồng đi. Đạt em đưa tay ra trước thì đừng để lại nó bị vướng. Em đưa tay kia ra trước thì chú để ở đây. Đúng rồi. Thôi được rồi, như này được. Rồi nhà mình diễn cứ chủ động diễn kiểu vui lên ạ. 2, 3 này, 2, 3 này, từ nữa này, 2, 3 này, dạ rồi. Dạ, có quỷ này. Không được em. Rồi ok. Này em giúp nha. Tay bên này đặt cầm áo. Đấy, đúng rồi. Rồi nhà mình nhìn đây nào, 2, 3 này, giữ nguyên này, 2, 3 này, dạ rồi. Rồi, thẳng người ấn ngược cho em này. Đấy, anh trai đừng ấy, thẳng người xíu. Đấy. Rồi nhà mình nhìn đây nào, 2, anh lùi lại cho em. Rồi, nhà mình nhìn đây nào, 2, 3, 3 này. Rồi xin cái vẫy tay mọi người ơi, chào mọi người nha.
ok, cảm ơn ạ. Em nhìn máy nào ạ? Máy này chị biết. Rồi, nhà mình xoay ra ngoài, xoay vô. Rồi, nhà mình nhìn đây nè. 2, 3, giữ nguyên này. 2, anh ra xoay vào người vào đây xíu anh. Rồi, ok là nhà mình nhìn đây nè. 2, 3 nè. Hai ba mấy anh em để tay như này. Đúng rồi. Cười thật tươi nhá. 2 3 này, nhà mình giữ luôn để quay nè. Lắc tay vô máy quay luôn. Rồi ơi. Ok, cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn anh em. Nha. Được bằng ấy. Chụp bằng Yola, 20 cặp thủ. Đỉnh cao chụp hình. Đó rồi, chụp bằng cam thường. Đỉnh cao chụp hình. Giống như là ghép hình người ta vô vậy á. Đỉnh cao. Hello chị. Chào chị mèo. Rồi chụp chị luôn. Chào chị. Hello em. Hello mọi người. Cái gì? Gái kìa. Trời ơi, mà cứ thành gái kìa. Chị nói là em biết sử dụng danh sách không? Không có chị ơi. Không có, nhưng mà thay đổi phần mình của người. Không, chị thấy như vậy là cái gọi là ổn á. Người ta nói là hôm bữa chị thấy là ai cũng khen về nhan sắc của em á. Dạ. Get like ở bên này. Chú rể mới. Ủa sao? Chào nha. Ủa, cái bộ đồ xuống đâu? Hả? Bộ đồ xuống đâu? Sao lại bắt em mặc bộ xích vậy? Nhà trai mà. Không có đúng giấy có, giấy có mà da đỏ lại mặc bộ xích. Cái gì? Ủa làm bên nhà trai? Đâu có biết gì đâu. Ủa? Huyền ơi, Huyền. Lên luôn em, lên cái đây. Hello. Mọi người ơi, lôi xuống giùm em cái mọi người ơi. Cảm ơn chị nhiều nha. Go nè. Mình xích qua đây giúp em. Rồi mình xích qua đây xíu. Mới đó mà mình đang gặp nhau đây. Đâu máy nào nè? Máy này đúng không? Nào nhà mình nhìn đây nhá. 2, 3 nè. Rồi nhà mình nhìn nhau cười một cái á. Rồi tới nhà mình bảy tay chào máy luôn. Máy quay ạ. Rồi, em cảm ơn cả nhà. Đổi kiểu đi, cho anh Di qua đây với em một phát, hai chị ôm nhau đi. Lùi xuống hả? Kỳ ơi, bắn đi Kỳ ơi, đổi góc lại bắn. Vậy thì hai chị phải ôm nhau như vậy. Đi gimbal luôn Kỳ ơi, đi gimbal luôn. Rồi, hai người chồng tiếp này, tiếp này. Ủa, quay nữa hả? Lại. Không ra hiểu gì hết. Lại cái nữa, 1, 2, 3, đưa tim lên. 1, 2, 3. Okay. Cảm ơn cả nhà. Chúc mừng nha. Sao vậy? Tôi đều là chú rể. Tôi giống nhau thì chưa. Để tao lấy không? Đi ơi, đi. Nhà mình xích qua đây xíu á. Rồi, nhà mình xích qua đây xíu. Rồi, đúng không? Rồi nhà mình nhìn đây này, 2, 3 này, giữ nguyên này, 2, 3 này, 2, 3 này, giữ nguyên này, quay nhá, quay luôn ạ. Hết thời lượng, cả như luôn ơi.
hết thời gian rồi. Nhớ. Ở ngoài đó mà có ai vô thì cứ hú em ra nha Tuấn Anh ơi. Thôi để chơi với mấy bạn. Rồi đúng rồi nha. 2 3 xuống dưới đây nè. 2 3 rồi. Đúng rồi, qua đi chị. Thấy là sao? Hai, ba, giữ nguyên này. 2 3 Rồi, nhà mình nhìn nhau cười luôn. 2 Diễn nào. Đấy. Cứ để nó có sướng nè. Ô bê. Giữ nguyên này quay. Ok, cảm ơn. Chân. Dạ. Vui lắm nè. Trời ơi, cảm ơn. Nha, em nghe nha, Lâm ơi. Ủa? Ủa, còn chị này nữa? Ủa, ở ngoài vậy? Thì Khải Như kiếm sống quá nhiều. Đám cưới mà mờ như hả, đi học thêm rồi đó, không ai muốn giờ chiều đám cưới. Là một giờ. Trời ơi, đi đám cưới mà tưởng đi học thêm toán không á. Nhưng mà em nghe nói là hôm nay đám cưới em mà tối nay 7 rưỡi em gì? Đúng rồi, cơ. Tối đêm nay tại sân khấu này mình sẽ có tiết mục quại cả trưởng tại sân khấu của Phương Lan và Đạt Phan Đạt. Đúng rồi, chuẩn bị anh nhảy trend vô câu chú rể nha, chào bà nha nha. Nhìn đây giúp em nhá. 2 3 là giữ bên này. 2 3 là nhà mình mỗi người một dáng nha, mỗi người một dáng nha, mỗi người một dáng. Anh em nữa nên mình đi thi hay sao ta? Đúng rồi đấy. Rồi mỗi người một biểu cảm đi ạ. Ngầu đi ạ. Cứ mà rồi nhìn nhau cười luôn ạ. Rồi anh Lâm trưởng nha, anh Lâm trưởng nha. Ok. Thưa quý vị, tối hôm nay vào lúc 19 giờ tại Bảo Lâm sẽ có ca khúc. Tại Bảo Lâm là cái gì? Tại tiệc cưới Phương Lan sẽ có vũ đoàn kèm ca sĩ mới debut. Bảo Lâm sẽ trình diễn ca khúc Quải Cả Trưởng. Rồi, hay quá. Ok. Quải Cả Trưởng hay là Quải á, quải á. Quải á, quải nha. Mời anh gửi pha nhạc cho ekip em ạ. Ok. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Coi được rồi, kệ lắm, xin kệ lắm, xin kệ lắm. Kệ luôn. Đứng đi cho anh nhảy mình anh nha, nhạc đi em ạ. Kìa ơi, kìa ơi, kìa ơi, kìa ơi. 3, 2, 1, quay. Ngồi lùi xuống giùm em nha mọi người ơi. Ồn, con bé ồn chung ơi. Ồn, anh không tập trung đi em ơi. Trời ơi, dễ hoài. Hey. Thôi. Tuyệt vời. Chuyên nghiệp lắm. Có 15 bạn vũ đoàn. 15 bạn vũ đoàn. Em có 6 bạn mà tới 15 bạn. Tuyệt vời luôn. Trời ơi. Nghe lại tôi không? Không làm lại. Có hát ngồi gì không? Có. Để dành, tôi nghĩ là em để dành cú tuyết đúng không? Đúng rồi. Xem làm lại tôi. Đúng rồi, Lâm. Rồi, mình xích qua đây ạ. Rồi, nhà mình nhìn điện thoại trước đi ạ. Chân vô co lên em ơi. Rồi, nhà mình nhìn đây giúp anh nhá. 2, 3 này, giúp Nguyên này. 2, 3 này. Dạ rồi ạ. Cảm ơn. Khó nhờ, ngày xưa là hẹn thuốc là mình thử xem ơi. Chị Lan đó, anh đặt cưới em đi lên cưới luôn. Trời. Nhưng mà bây giờ khó, khó. Sao khó? Không, bây giờ mình không có cả sảnh với cảnh luôn. Nói chung là ai rồi. Nói chứ lại sợ một cú tít. Nói chung là ngày hôm nay em nhậu cho anh chị. Chỉ là anh chị thôi. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, chị đây nhá. Hai. Đúng rồi, sai rồi bạn. Đúng rồi. 2, 3 này, giữ quyền này. 2, 3 này. Là rồi. Cảm ơn ạ. Ở ngoài đó có ai không Tuấn Anh ơi? Trăm cây vàng. Rồi, chân vô co này. Em nhìn đây giúp em nhá. Rồi. 2, 3 này, giữ quyền này. 2, 3 này. Nhà mình giữ quyền này. 2, 3, nhà mình giữ quyền này. Quay này. Ủa gì vậy anh? Em miếng. Rồi. Chào năm hạnh phúc nha. Ok, cảm ơn ạ. To lên, hô to lên. Đây, cái này hơi luôn thành công.
nâng 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 nâng. Ôi chú bé ơi. Nghe cậu ơi, sao vậy, sao vậy? Rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Rồi, nhờ mình nhìn đây giúp em nha. 2, 3 này giữ nguyên này. 2, 3 này dặn rồi. Rồi, xin cảm ơn.
Rồi, nhà mình nhìn đây, nhà mình xích qua đây giúp em xíu nha. Lùi lùi giùm em nhé, lùi. Rồi, nhà mình nhìn đây nè. Nhà mình nhìn đây nhá. 2, 3 này, giữ nguyên này. 2, 3 này, nhà mình giữ nguyên để quay ạ. Đấy, xin cảm ơn. Đấy, đấy, đấy. Vậy này nhập đâu qua chị luôn. Rồi, nhà mình nhìn đây ạ. Rồi, đúng rồi, nhà mình nhìn đây ạ. 2, 3 này, giữ nguyên là nhà mình này. 2, 3 này, nhà mình giữ nguyên để nhìn máy quay luôn ạ. Rồi, cảm ơn ạ. Cảm ơn chị. Rồi, rồi, rồi. Nhà mình nhìn đây nhá. 2, 3 này giữ nguyên này. 2, 3 nhà mình giữ nguyên để nhìn máy quay này. Rồi, cảm ơn. Rồi, nhà mình nhìn đây nhá, nhà mình nhá. Nào, 2, 3 này giữ nguyên này. 2, 3 này. Nhà mình giữ nguyên để nhìn máy quay một xíu. Ok rồi. Rồi, anh nhìn đây nhá. Nhà mình nhìn đây là 2, 3 này. 2, 3 này. Rồi. Ờ, Tuấn Anh ơi, 70-200 đi vô trong rồi. Xíu nữa có gì mà kêu em ra. Nhà mình nhìn đây nhá, chân khép một xíu anh. Khép chân một xíu. Nghe mọi người ơi. Cái chân này. Dạ nghe. Nhà mình nhìn đây là 2, 3 này, giữ nguyên này. 2, 3 nhà mình giữ nguyên để quay này. Rồi, cả nhà mình bẫy tay cho máy quay nha, cả nhà ơi. Rồi em cảm ơn cô dâu chú rể ơi, cô dâu chú rể. Mới vô là phải quăng miếng liền. Đây. Đứng đây thì nó lại hợp đôi quá. Ủa. Rồi, đây giúp em. Rồi, giữ luôn nha. Đây nhá, chân vô co chút này. Rồi, đúng rồi. 2, nhà mình này. 2, 3 này giữ nguyên này. 2, 3 này nhà mình giữ nguyên này. 2, 3 này nhà mình giữ nguyên này. Rồi, giữ nguyên chào máy quay luôn cả nhà. Rồi, máy quay nha. hai ba là giúp quên này, hai ba dạ rồi, cảm ơn thầy nhé.
nhìn đây giúp em nhá. Hai, anh em lùi lại một xíu là đẹp. Rồi rồi rồi. Hai, ba này nhà mình này. Hai, ba này nhà mình này. Rồi chào mấy quay mình giúp em để quay một cái. Rồi, giữ nguyên nha. 2 3 này giữ nguyên này. 2 3 được rồi, khỏi. 2 3 dạ rồi ạ. Đây điện thoại này, điện thoại này. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, ok. Đây, cảm ơn nhiều. Rồi, nhà mình xích qua đây giúp em xử. Rồi. Rồi nhà mình nhìn đây nhá. 2 3 này giữ nguyên này. 2 3 này. Rồi ạ. Dạ. Thôi mình vô đây luôn. Trời ơi. Đây nè mấy con. Quá nhiều quá. Nhà mình sao bên này mình ngồi đây.